Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến là đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa sau không mưa. Nhiệt độ và độ ẩm ít thay đổi. Lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ tại các nơi trong tỉnh đã được phổ biến từ 30 đến 32 độ, còn độ ẩm thì duy trì quanh ngưỡng 75 đến 80%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao lên đến mực 5.000 m, nên thời tiết ở các nơi trên khu vực tỉnh phổ biến là nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Dự báo cuối tuần thì nắng nóng sẽ quay trở lại. Trời nóng ẩm, mưa nắng đan xen, những vũng nước còn lại sau mưa cũng là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi và gây bệnh sốt xuất huyết. Đối với trẻ em, nhiều cha mẹ thì chủ quan cho rằng là sốt xuất huyết thì chỉ bị một lần. Thế nhưng thực tế thì một người có thể bị mắc tới 4 lần ở trong đời mà trẻ nhỏ chưa thể tự đuổi muỗi. Để tránh bị muỗi đốt, quý vị nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, xử lý những vùng nước đọng để muỗi không có nơi trú ẩn. Cho trẻ mặc quần áo dài tay và mắc màn cho trẻ khi ngủ, kể cả là ban ngày. Và bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh. Vùng núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Vùng đồi Trung Du trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Còn vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.